Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền thông của luật sư Nguyễn Văn Đài. Trước tiên thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và thật nhiều vui tới quý vị, các bạn và gia đình. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2022. Tôi có bài phân tích và bình luận với chủ đề Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của FLC và chiêu trò lừa đảo trên sàn chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, mùng 10 tháng 11 năm 2022, thì Trịnh Văn Quyết là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của FLC đã bán chui tới 74,8 triệu cổ phiếu của FLC và thu về số tiền rất là khổng lồ đến 1.580 tỷ đồng. Và theo quy định của luật chứng khoán ấy và các văn bản liên quan thì việc bán một số lượng cổ phiếu lớn như vậy thì phải đăng ký trước và công khai trên sàn giao dịch ít nhất là 3 ngày. Hành vi bán chui cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết không chỉ vi phạm luật chứng khoán mà còn vi phạm cả luật hình sự Việt Nam. Cái hành động của Trịnh Văn Quyết thì đã gây xôn xao trên mạng xã hội, trên các báo chí của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam, cũng như gây sự phẫn nộ cho các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Thì đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Văn Quyết bán chui chứng khoán mà bị lộ ra. Trước đó thì vào năm 2017 thì Trịnh Văn Quyết đã bán chui tới 57 triệu cổ phiếu của FLC và thu về số tiền đến 400 tỷ đồng. Nhưng mà lúc đó thì Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như sàn giao dịch chứng khoán chỉ phạt Trịnh Văn Quyết có 65 triệu đồng thôi. Và dư luận nhà đầu tư lúc đó thì cho rằng mức phạt trên là quá nhẹ và khiến cho giới đầu tư rất là bất bình. Đa số dư luận lúc đó cho rằng ấy, cái hành động này ấy, thì đã lừa gạt các nhà đầu tư và khiến cho hàng ngàn người bị thua lỗ. Thì chúng ta đều biết ý, khi mà một cái người mà nắm cổ phiếu chi phối hay là đa số ở một cái công ty nào đó thì người ta dùng chiêu trò như này để lừa đảo này. Khi mà cái giá cổ phiếu tăng và người đó cảm thấy rằng là tăng đến chạm trần rồi thì họ tìm cách bán chui cái lượng cổ phiếu lớn ra bên ngoài. Thì sau khi bán chui cái lượng cổ phiếu lớn đó thì với giá cao thì lập tức ý, các cái nhà đầu tư nhìn thấy cái người chủ doanh nghiệp bán lớn như vậy thì họ sẽ cũng ồ ạt bán theo. Thế thì việc bán theo ồ ạt như vậy á thì nó sẽ làm cho cái giá trị cổ phiếu của công ty đó lao xuống một cách khủng khiếp, và chính FLC này á nó đã nhiều lần như vậy rồi. Sau khi bán tháo như vậy thì nó sẽ xuống, thì lập tức chủ đầu nhà đầu tư là Trịnh Văn Quyết này cụ thể á, thì ông ta khi mà chọn cái thời điểm mà giá cổ phiếu xuống đáy rồi á thì ông ta lại bỏ tiền ra mua vào. Ví dụ như là ông ta bán cái giá cổ phiếu tại thời điểm đỉnh của nó là 20.000 đồng một cổ phiếu. Thế thì sau đó thì giá sẽ lao xuống. Nó lao xuống khi chỉ còn 10.000 đồng, thậm chí là dưới 10.000 đồng thì ông ta mua vào. Tức là ông ta bán chỉ giá cổ phiếu thu về là 400 tỷ đồng đi, và ông ta bán ra là lượng 80.000 80 triệu cổ phiếu. Thế thì khi sau đó 1 tháng 2 tháng ông ta cũng lại mua lại đủ cái số cổ phiếu là 80 triệu cổ phiếu, nhưng mà ông ta chỉ phải bỏ ra 200 triệu đồng thôi. Đó, à xin lỗi, 200 tỷ đồng thôi. Và ông ta đương nhiên ông ta lời tới 200 tỷ đồng. Đó, đó là những cái chiêu trò làm ăn á mà những người bạn của tôi học trường luật ấy chơi với Trịnh Quyết này biết, thì đấy là một trong những chiêu trò mà Trịnh Quyết này đã trở thành tỷ phú, trở thành những người giàu có ở trên sàn chứng khoán cũng như trở thành đại gia ở Việt Nam trong gần một thập kỷ vừa qua bằng những chiêu trò như vậy. Thì tôi sẽ phân tích thêm ở phần dưới, nhưng mà đấy là qua việc này tôi thấy á, đây là cái chiêu trò quen thuộc của Trịnh Văn Quyết để mà làm tiền trên thị trường chứng khoán. Trước đây á, khi mà chưa quy định việc bán cổ phiếu số lượng lớn á là phải đăng ký trước á, thì Trịnh Văn Quyết chơi rất nhiều rồi. Từ khi bắt đầu thành lập công ty cổ phần tập đoàn FLC từ năm 2010 á, thì Trịnh Văn Quyết luôn luôn đi lên bằng cái chiêu trò như vậy. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp là lý do tại sao mà chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lại liều lĩnh bán chui cổ phiếu như vậy. Thì trong cái lý do mà Trịnh Văn Quyết đưa ra khi mà giải trình với lại Ủy ban chứng khoán nhà nước ấy, thì vào chiều qua tức là ngày mùng 10 tháng 11 á, thì Trịnh Văn Quyết cho biết ấy, là bộ phận thư ký là quên gửi công bố thông tin bán cổ phiếu FLC cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Hồ theo đúng quy định về thời hạn, và Trịnh Văn Quyết xin lỗi sau. Thực sự để xảy ra việc này tôi lấy làm tiếc và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc không để xảy ra tương tự nữa. Thì như nói trên ấy, đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Văn Quyết làm cái trò mèo này, mà năm 2007 ông ta đã làm một lần rồi và đã bị phạt 65 triệu đồng. Và từ khi mà thành lập cái tập đoàn FLC ấy, từ năm 2010 ấy, thì Trịnh Văn Quyết làm liên tục những chiêu trò như vậy khi mà mới khởi sự tập đoàn FLC.
và ta thu được cái nhiều tiền kiểu như thế. Nhưng mà cho đến khi mà có quy định chính thức là phải thông báo trước thì chị Quyết mới mới lừa đảo một một lần năm 2007 thôi, và đến lần này là do bí tiền cho nên là làm lần thứ hai đấy. Và dư luận xã hội ấy, thì người ta không tin vào con người chữ Quyết này. Tôi có rất nhiều người bạn chơi với chữ Quyết, họ bảo với con người của chữ Quyết ấy, thì không thể nào chấp nhận được cái lời xin lỗi đó, và không chấp nhận được cái việc mà Trịnh Văn Quyết xin lỗi hay là rút kinh nghiệm, là không phải, không phải. Bởi vì tại sao? Trịnh Quyết đã từng học trường luật, và sau khi ra trường ấy, Trịnh Quyết là người đã thành lập công ty luật Summit, là một công ty luật cũng làm ăn khá thành đạt ở Việt Nam. Anh ta hiểu rất rõ pháp luật nói chung cũng như pháp luật về chứng khoán nói riêng. Đặc biệt trong lĩnh vực trò chơi chứng khoán này ấy, thì Trịnh Quyết là một tay đại ma đầu rồi. Đấy, đại ma đầu trong việc chơi rồi, đã từng dở rất nhiều chiêu trò, và cái sự giàu có và thành tỷ phú đô la ngày hôm nay á, của Trịnh Quyết ấy, là nhờ những chiêu trò đó mà đi lên, chứ không có một người tài năng nào làm ăn đàng hoàng chính trực mà trong vòng chưa đầy một thập kỷ từ một con số 0, từ hai bàn tay trắng. Trịnh Quyết xuất thân từ là người nghèo khó, không có tiền bạc gì cả, mà chỉ có hơn 10 năm mà trở thành một một người tỷ phú đô la như vậy, chỉ dùng các cái chiêu trò lừa đảo, rồi cấu kết với quan chức độc tài của Sản Việt Nam thì mới có thể làm được như vậy thôi. Thì chúng ta thấy rõ như vậy. Và chúng ta đều biết ý, theo cái quy định số 128 của chính phủ về việc bán cổ phiếu ý, không công bố thì chỉ bị phạt tiền từ 3% đến 5% giá trị chứng khoán thực tế giao dịch. Tức là nếu có giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên thì mức phạt tối đa chỉ là 1,5 tỷ đồng. Thế trong cái đó Trịnh Văn Quyết giao dịch đến 1.580 tỷ đồng mà ông ta chỉ bị phạt 1,5 tỷ đồng. Và bây giờ ngày hôm nay á, thì cái cổ phiếu FLC đã chặn sàn rồi, hàng chục triệu cổ phiếu là không có giao dịch đấy, mức độ gì. Và trong những ngày mai cho cuối tuần đó, thì cổ phiếu FLC sẽ lại lao dốc một cách khủng khiếp nữa đấy. Thì rõ ràng Trịnh Quyết đã thu lời một món lời rất là khổng lồ ở đây, thì chỉ chịu phạt 1,5 tỷ đồng cộng với một lời xin lỗi và đổ lỗi cho đám thư ký, thế là qua. Trong cái đó Trịnh Quyết sẽ bỏ túi cả 1.000 tỷ đồng, đó là một cái điều không thể chấp nhận được. Và nếu như ông ta bán chót lọt thêm gần 100 triệu cổ phiếu nữa thì số lượng tiền lời không phải là nhỏ, hàng mấy nghìn tỷ đồng, 2-3 nghìn tỷ đồng chứ không phải ít đấy. Cho thấy thấy một con người rất là lưu manh như vậy. Thế thì lý do tại sao Trịnh Văn Quyết phải liều lĩnh bán chui cổ phiếu như vào cái lúc này đấy. Một phần thứ nhất ý, là trước đó ấy, theo những thông tin từ sàn giao dịch chứng khoán Thanh Hồ ấy, thì là cổ phiếu FLC đã tăng trưởng liên tục trong rất nhiều ngày đấy, và đến ngày hôm qua đến kịch khung của nó lên đến 24.000 đồng Việt Nam một cổ phiếu đấy. Và chúng ta biết Trịnh Quyết thì cũng đầu tư rất là liều lĩnh trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là lĩnh vực hàng không. Chúng ta biết trong 2 năm vừa qua thì ngành hàng không du lịch gần như tê liệt, kể cả lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực sở trường của Trịnh Quyết ấy, thì cũng xuống dốc, bởi vì do dịch Covid-19 người dân đâu có giao dịch mua bán bất động sản đâu, cho nên là không bán được bất động sản thì đương nhiên anh không thu được tiền. Hàng không, máy bay anh bỏ tiền ra anh vay ngân hàng để mua máy bay hay là thuê máy bay thì anh vẫn phải trả lãi hàng tháng, không có cái chuyện miễn giảm lãi suất vay hay lãi suất để thuê máy bay hàng tháng cũng phải trả, trong khi máy bay không thuê không chạy, không chở khách thì làm sao giúp thu được tiền. Nên nên là cái việc mà thua lỗ của Trịnh Văn Quyết trong hai mảng kinh doanh chính ý, là bất động sản và hàng không, trong 2 năm qua là thua lỗ rất là nặng. Và giờ đây ý, tiền thì của Trịnh Quyết đã cạn rồi, cho nên hết tiền để cứu bất động sản và cứu đặc biệt cứu ngành hàng không ý, thì Trịnh Quyết phải chơi liều thôi, không có cách nào khác. Quyết hiểu rõ điều đó, và đây là một cái nước cờ rất là liều của Trịnh Văn Quyết. Thế nhưng mà ngày nay cho thấy biết rồi, các cái nhà đầu tư hay là cùng cái giới đại gia với nhau ấy, họ theo dõi rất là kỹ càng, cho nên bất kỳ một hành động nào của anh ấy không thể che lại được. Trước đây năm 2017 nó khác, năm 2022 nó khác, không thể nào mà cứ tiếp tục cái chiêu lừa đó, lừa tất cả mọi người, mọi nhà đầu tư để tất cả một mình anh hưởng lợi được, điều đấy là không bao giờ chấp nhận được. Cho nên chỉ cần quyết hết tiền là phải đánh xin lỗi là phải đánh bài liều thôi đấy. Thế thì và cái việc mà liều lĩnh của Trịnh Quyết ý, thì hậu quả như nào? Như tôi đã vừa nói đấy, ngày hôm qua lúc lên đỉnh ấy, là 24.100 đồng Việt Nam đồng ấy, một cổ phiếu, và khi mà cái lệnh kết nối được diễn ra thì nó còn giảm 6,2%, còn 21.150 đồng. Và đến sáng ngày hôm nay ấy, thì những thông tin từ sàn chứng khoán cho biết ý, thì FLC giảm giảm giá sàn ngay từ đầu, ngay đầu phiên đã giảm rồi,
và dư bán đến hàng chục triệu cổ phiếu, tức là người ta bán tháo rất nhiều, bán tháo rất là nhiều và không có người mua. Và nếu đặt trong trường hợp ấy mà Trịnh Văn Quyết không bị lộ hay là không bị lôi ra ánh sáng cái vụ này ấy, thì chỉ trong vòng một tuần 10 ngày nữa thì giá trị cổ phiếu của FLC Thanh Hóa, FLC ấy, nó sẽ chui xuống mức đáy có thể xấp chỉ trên dưới 10.000 đồng thôi. Và đó Trịnh Văn Quyết lại bỏ tiền ra, lại mua vào. Đó thì ông ta bỏ túi cả hàng ngàn tỷ đồng và trong cái đó mua lại vẫn cái chia vẫn chiếm được đa số của công ty FLC, mà ông ta lại có hàng ngàn tỷ đồng lại để tiếp tục vui chơi, tiếp tục làm những cái chơi cái gì mà ta thích. Đấy, tôi thấy rất là khủng khiếp, một cái chiêu trò lừa đảo như vậy mà người dân Việt Nam vẫn cứ tin tưởng như vậy. Vậy thì qua những cái chiêu trò lừa đảo của Trịnh Văn Quyết như vậy á, thì cái hậu quả mà ông ta phải gánh chịu là gì? Đấy, thì theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính, ông tiếp tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải mạnh tay xử lý đối với Trịnh Văn Quyết. Thì ông ấy đề nghị ba hình thức phạt bổ sung được ông Hải đề xuất gồm có là gì? Phong tỏa ngay tài khoản chứng khoán của Trịnh Quyết, buộc phải mua lại toàn bộ cổ phiếu đã bán ra trong ngày hôm qua là ngày mùng 10 tháng 1 và tịch thu toàn bộ số tiền chênh lệch mà Quyết hưởng lợi để nộp vào ngân sách nước, tức là cái tiền ngày hôm qua Trịnh Quyết bán được là thu được 1.580 tỷ đồng. Thế nhưng mà có thể ngày mai ngày kia hoặc sang tuần sau Trịnh Quyết mới phải mua lại, thì khi đó cái cổ phiếu nó xuống rất là thấp rồi, ông ta bỏ ra rất ít tiền, thậm chí bán là thu về 1.580 tỷ nhưng mà ông ta chỉ có thể bỏ ra 1.000 tỷ hoặc là dưới 1.000 tỷ, thì cái khoản chênh đó nếu như không bị lộ thì chị cũng có thể bỏ túi, nhưng mà cái số tiền này là phải bị tịch thu để nộp vào ngân sách nhà nước, chứ không thể nào mà để chị quyết hưởng lợi một cái số tiền khổng lồ trong cái đó hàng chục nhà ngàn nhà đầu tư khác thì bị thua lỗ một cách nặng nề. Đấy, do cái hành vi bán chui vi phạm pháp luật của Trịnh Văn Quyết gây ra, cái hậu quả của nó là vô cùng nghiêm trọng. Và ngoài ra thì ông Nguyễn Hoàng Hải là Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính còn đề nghị là cần phải xem xét xử lý hình sự đối với cá nhân Trịnh Văn Quyết, bởi vì đây là một hành vi cực kỳ nghiêm trọng. Ông Hải nhấn mạnh là gì? Việc bán của Quyết là sai luật, nhà nước cần phải thu hồi. Hành động của Quyết ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, cần phải xử phạt hành chính và xem xét xử phạt hình sự đối với Trịnh Quyết. Đấy, đó là cái hậu quả mà Trịnh Quyết có thể gánh chịu là như vậy. Thế thì với những nhà đầu tư Việt Nam và những nhà đầu tư nước ngoài mà đang mua cổ phiếu của Trịnh Quyết thì cần phải làm gì? Thứ nhất ý, là Trịnh Quyết đã lòi đuôi cáo rồi. Ngoài cái việc mà bán chui chứng khoán để làm giàu một cách bất chính như vậy ấy, thì Trịnh Quyết còn là cấu kết với các quan chức độc tài Cộng sản Việt Nam để chiếm đoạt đất đai và tài nguyên của đất nước. Và dư luận ấy, thì còn đồn đoán từ rất lâu rồi rằng là Trịnh Quyết không thể nào có nhiều tiền để đầu tư vào hãng hàng không Bamboo Airways như vậy được và nuôi dưỡng cái hệ thống của FLC như vậy được. Chắc chắn nó phải có sự đầu tư ngầm từ nước ngoài. Họ cho rằng là Cục Tình báo Hoa Nam đứng đằng sau Trịnh Quyết để thao túng thị trường chứng khoán cũng như thao túng cái thị trường Việt Nam trong tương lai. Và những cái vị trí mà Trịnh Quyết mua bất động sản á, là đều được những vị trí đắc địa của đất nước Việt Nam, ví dụ như rất nhiều cái dự án ở Quảng Ninh đấy, như sân bay Vân Đồn và rất nhiều những chỗ khác đấy. Và cái hành động của những các nhà đầu tư là cần gì? Cần phải tẩy chay cổ phiếu của FLC, tức là bán hết hết, nếu như bị thua lỗ thì nhân dịp này thì cần phải khởi kiện Trịnh Quyết và FLC để phải bồi hoàn lại những cái thiệt hại do hành vi của Trịnh trái pháp luật của Trịnh Quyết gây ra. Và chúng ta biết rồi, sau cái vụ bán cổ phiếu chui này, Trịnh Quyết đang đứng trước rất nhiều nguy cơ. Thứ nhất, như tôi nói đấy, là anh ta không có đủ tiền để tiếp tục bù đắp những khoản lỗ do kinh doanh bất động sản, do kinh doanh hàng không, thì mà bị tịch thu lại bị xử lý hình sự nữa, rồi mất uy tín. Quan trọng nhất là uy tín. Xử lý hình sự nó chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà bất kỳ một cái công ty đại chúng nào, tức là công ty cổ phần nào phát hành cổ phiếu nào, khi mà anh mất uy tín đối với nhà đầu tư, người ta rút vốn ra thì công ty đó sẽ đi đến phá sản là cái chắc, chắc chắn là như vậy. Thế cho nên ý, nếu nhà đầu tư nào không nhanh chóng rút vốn khỏi công ty FLC thì có thể tất cả những khoản đầu tư của quý vị chỉ là một mớ giấy lộn trong vòng một vài tuần tới mà thôi. Đấy, để chúng ta cần phải thấy rõ, cần phải tẩy chay và rút vốn ra khỏi công ty FLC Thanh Hóa vào ngày hôm nay. Thì đôi điều về Trịnh Văn Quyết, thì Trịnh Văn Quyết được Google cho biết ấy, là sinh ngày 27 tháng 11 năm 1975, quê tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, và đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, là trường mà tôi cũng đã từng tốt nghiệp ở đó. Thì Trịnh Văn Quyết
Hiện nay á, thì sở hữu số cổ phiếu trị giá lên đến trên dưới 2 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng mà chưa được hãng Forbes ghi nhận là tỷ phú bởi vì còn theo dõi và đánh giá cái số tài sản này. Thì tôi biết đấy, những cái nhà tỷ phú khác như là Phạm Việt Vượng hay là một số chủ của tập đoàn Hòa Phát hay rất nhiều những người khác, khi mà chạm ngưỡng 1 tỷ đô la là lập tức Forbes họ đưa vào danh sách ngay. Nhưng mà chắc chắn là Forbes họ cũng rất là hiểu về con người Trịnh Văn Quyết cũng như là nội tình của FLC, cho nên họ mới, mặc dù số vốn số tài sản lên đến 2 tỷ rồi, đô la rồi, nhưng mà vẫn chưa vào được cái danh sách của các tỷ phú trên thế giới, bởi vì họ cũng đoán chắc ấy, là Trịnh Văn Quyết và FLC có thể bị phá sản bất cứ lúc nào. Đấy, chắc chắn như vậy. Với cái chiêu trò lừa đảo như này ấy, và với việc điều tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có thể sắp tới Bộ Công an vào cuộc ấy, thì chắc chắn Trịnh Văn Quyết sẽ phá sản và FLC sẽ phá sản. Cho nên là Forbes họ cũng rất là tỉnh táo, họ không thể ghi tên một cái người là tỷ phú vào danh sách của họ khi mà nguy cơ phá sản và thậm chí là bị điều tra hình sự sẽ hiện ra trong những thời gian tới, thì chúng ta thấy rõ. Và đấy thì chúng tôi nói đấy, Trịnh Văn Quyết thì bắt đầu thành lập tập đoàn FLC từ năm 2010 thôi, nhưng mà chỉ sau ít năm thì Trịnh Văn Quyết đã có tiền để thành lập hãng hàng không Bamboo Airways. Và tất cả những số tiền đó, như tôi nói đấy, vào thời kỳ đầu khi mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa quy định cái việc đăng ký công khai ấy, thì Trịnh Quyết luôn luôn dùng chiêu trò thổi giá cổ phiếu của FLC lên, rồi sau đó ngấm ngầm bán đi, bán tháo đi, thu về một khoản tiền lớn, rồi sau đó thì làm cho giá cổ phiếu của FLC xuống thấp, xuống cái đáy, chỉ khi chỉ bằng một nửa, 1/3 giá trị lúc bán thôi, thì Trịnh Quyết lại mua vào, rồi lại thổi giá lên, rồi lại bán, rồi lại mua vào. Đấy là cái chiêu trò mà Trịnh Quyết làm suốt trong những năm tháng đầu tiên khi mà anh ta bắt đầu thành lập tập đoàn FLC. Và với cái chiêu trò như vậy mà Trịnh Quyết đã có hàng ngàn tỷ đồng trong tay để mà làm tất cả những công việc như vậy. Đấy là cái chiêu trò thổi giá của Trịnh Quyết đấy. Và không phải là chỉ có một công ty của Trịnh Quyết đâu, mà rất nhiều những công ty, những cái đại gia ở trong cái chế độ độc tài của sở Việt Nam ấy, họ không phải đi lên con đường tỷ phú tiền đồng, tỷ phú đô la bằng con đường chân chính, bằng con đường kinh doanh thực sự, mà họ đều thông qua các chiêu trò thổi giá cổ phiếu, bán dìm giá cổ phiếu, mua vào, rồi lại cứ cái chiêu trò đấy lặp đi lặp lại như vậy để mà làm giàu đấy. Và cái thiệt hại ấy, thì đều rơi vào các nhà đầu tư. Ví dụ như là công ty FLC mà bị phá sản tới đây á, thì không biết hàng hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài sẽ bị mất trắng tiền bạc ở đấy. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn theo dõi bài phân tích và bình luận hôm nay với chủ đề Trịnh Văn Quyết, FLC và chiêu trò lừa đảo trên sàn chứng khoán. Thì ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với chủ đề này và theo dõi xem phản ứng của báo chí nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam cũng như là các nhà đầu tư Việt Nam như thế nào về vụ Trịnh Văn Quyết bán chui số lượng cổ phiếu lớn và thu lợi bất chính vào ngày hôm qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.